Sau khi đoàn đội lính đánh thuê đi tới hang động Hỏa Long thì bị đám người Long nhân tộc chặn lại, nhất quyết không cho bọn họ bước vào bên trong dù chỉ là nửa bước. Nhiệm Băng lên tiếng hỏi thăm lai lịch của bọn chúng. Tên Long chủ nghe vậy liền tức giận. Bọn chúng sẽ không để cho kẻ nào biết tới sự tồn tại của Long nhân tộc còn sống sót để rời khỏi đây. Lý Đắc tạo ra một cơn lốc xoáy cuốn bay những tên Long nhân tộc ở gần. Nhưng số lượng đám người này xuất hiện càng lúc càng đông. Niệm Bằng nói với Phượng Nữ rằng muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Tên kia có thể dẫn đầu toàn bộ Long nhân tộc thì chắc chắn thực lực không hề tầm thường nên không thể xem thường. Phượng Nữ muốn xông lên chiến đấu với gã ta để cho Niệm Bằng nghĩ cách đưa mọi người rời đi. Nhưng hắn lại không muốn từ bỏ. Thử quang đao và bảo vật mà đoàn song binh đoàn đang tìm đều nằm trong hang động. Nếu đã không thể rời khỏi thì bọn họ cứ tiến thẳng vào bên trong hang động, vừa hay có thể tránh được Long nhân tộc truy sát. Tên Long chủ liên tục bắn mũi tên lửa về phía Niệm Băng. Niệm Băng hô hào mọi người nhanh chân tiến vào hang động, còn mình và Phượng Nữ sẽ ở bên ngoài chiến đấu với bọn chúng. Tên Long chủ thấy vậy càng thêm gấp rút, hạ lệnh cho đám thuộc hạ ngăn cản, nhưng đều bị Phượng Nữ tiêu diệt. Sau khi xử lý đám thuộc hạ, mục tiêu kế tiếp của nàng là tên Long chủ. Cô nàng liên tục tấn công chèn ép lão ta. Niệm Băng vẫn đang loay hoay tìm kiếm cách tiêu diệt bọn chúng. Nhưng đám Long nhân này đều là võ sĩ am hiểu cận chiến, nên rất khó để dùng ma pháp tấn công ở khoảng cách gần. Cứ thế này thì không thể tiến vào động Hỏa Long được. Hắn phải yểm hộ ma pháp sư tiến vào bên trong trước, sau đó để họ trợ giúp đoàn song binh từ xa. Đang tiến vào bên trong động thì đám Long nhân tộc đã bắn hàng loạt mũi tên xuống. Niệm Băng lấy quyển trục ma pháp ra sử dụng. Hàng ngàn mũi tên băng lao tới tiêu diệt kẻ địch. Niệm Băng vừa ra lệnh cho các võ sĩ ngừng tham chiến, tập trung rút lui về sau. Ma pháp hệ thủy của Lý Đắc kết hợp với băng hỏa từ quyển trục ma pháp của hắn, tạo thành song lốc xoáy, băng hỏa cuốn bay đám người Long nhân tộc và chim chóc xung quanh. Chỉ duy nhất còn một mình Phượng Nữ ở bên ngoài chiến đấu với Long chủ. Hai người chuyển sang đánh cận chiến, sức mạnh của tên Long chủ cũng tương đối mạnh. Lão chỉ mới tung một gậy đã đẩy lùi Phượng Nữ, cũng may Niệm Băng vẫn luôn ở phía sau hỗ trợ nàng ta. Tên Long chủ cũng không ngờ rằng nữ nhân này lại có thanh đấu khí của cảnh giới võ thánh. Lâu lắm rồi lão mới gặp được đối thủ mạnh như vậy. Cuộc chiến của hai người phá hủy mọi thứ xung quanh. Phượng Nữ sử dụng ra tuyệt chiêu Phượng Vũ Cửu Thiền, triệu hồi một con phượng hoàng lửa tấn công về phía Long chủ. Cảm nhận khí thế toàn thân của nàng ta thay đổi, lão mới nhận ra Phượng Nữ là người của Phượng tộc. Niệm Băng sử dụng quyền trục ma pháp, tung ra hai loại ma pháp băng hỏa đánh cho đám thủ hạ của Long chủ sấp mặt. Lý Đắc và Linh Nhi cũng xuất ma pháp tiêu diệt từng tên. Điều này làm cho Long chủ bắt đầu bị phân tâm. Lão khuyên Phượng Nữ không nhúng tay vào cuộc chiến này. Nàng là người của Phượng tộc, tại sao lại đi giúp nhân loại? Ở đằng sau, hai tên thủ hạ của Nguyệt chủ đang đứng quan sát hết tất cả mọi chuyện. Mặc dù nhìn thấy đoàn dòng binh sắp tiêu đời rồi, nhưng hai tên này vẫn không muốn ra mặt giúp đỡ. Cho dù dòng binh đoàn có bị diệt sạch thì Long nhân tộc cũng sẽ mất đi gần hết sức chiến đấu. Bọn chúng có thể thừa cơ hội lèn vào hang động. Ngược lại, nếu như dòng binh đoàn chiến thắng, thì bọn chúng sẽ cùng với dòng binh đoàn tiến vào động Hỏa Long một cách quang minh chính đại. Dù bên nào thất bại cũng đều có lợi. Phượng Nữ đồng ý để dòng binh đoàn rời khỏi Thiên Đãng Sơn mà không tiết lộ bí mật của Long nhân tộc. Ngược lại, thì Long nhân tộc cũng phải rút lui quay về. Long chủ không đồng ý, bàn nãy thì được nhưng bây giờ dòng binh đoàn đã đả thương quá nhiều Long nhân tộc rồi. Làm sao lão có thể để cho bọn họ rời đi một cách dễ dàng như vậy được chứ? Lão ngưng tụ ra một quả cầu lửa, đám thuộc hạ được lệnh lập tức dương cung bắn tên. Bồi trần mưa tên chút về phía Niệm Băng, Lý Đắc ngưng tụ ra một tấm khiên bao bọc xung quanh. Niệm Băng cố gắng nghĩ cách đối phó, trước mắt chỉ có thể tăng tốc độ giải quyết bọn chúng thật nhanh. Hắn biết, đám Long nhân tộc chỉ đang cố ý tiêu hao sức chiến đấu của mọi người nên không thể kéo dài thêm nữa. Phượng Nữ tiếp tục tấn công, Niệm Băng và Lý Đắc cùng nhau ngưng tụ chiêu thức, đánh xuống đám thuộc hạ của Long chủ. Thấy tộc nhân của mình bị tấn công, tên Long chủ rất không cam lòng. Lão xông về phía Phượng Nữ và yêu cầu nàng khuyên mọi người dừng tay lại, không được đả thương Long nhân tộc thêm nữa. Phượng Nữ lại không nghe, nếu dừng tay thì mọi người có thể sẽ bị giết chết. Do sức lực sắp bị cạn kiệt, Phượng Nữ dần rơi xuống yếu thế. Vũ khí bị hất văng ra xa, may mà Niệm Băng hỗ trợ. Cô nàng nhanh chóng lấy lại vũ khí rồi phản công đánh bại đám Long nhân xung quanh. Điều này càng làm cho Long chủ thêm phẫn nộ, lão xông lên tấn công điên cuồng. Đánh bay Phượng Nữ ra xa, chứng kiến cảnh nữ chính sắp tiêu đời, Từ Thanh Kiếm đành phải liều mạng sử dụng chiêu cuồng hóa. Cơ thể bạo phát đấu khí, độ bền và sức mạnh tăng lên nhiều lần. Hắn lao tới tấn công từng tên một, kẻ nào dám đụng tới Phượng Nữ thì sẽ bị trừng phạt. Được biết, người có năng lực cuồng hóa được xưng là cuồng chiến sĩ, bọn họ đã từng là binh chủng mạnh nhất của nhân loại, đồng thời cũng là binh chủng khó khống chế nhất.
Một khi tiến vào trạng thái cuồng hóa, đầu óc sẽ mất đi nhận thức. Không phân phe địch hay phe ta, cứ thấy người là tấn công thôi, nên Niệm Băng lập tức yêu cầu mọi người tránh sang một bên. Sức mạnh của Tử Thanh Kiếm quá lớn, Long Chủ không có cách nào chống đỡ. Ở phía đằng xa, một tên Long nhân tộc đang dương cung nhắm về phía Linh Nhi. Phượng Nữ may mắn phát hiện kịp thời nên đã ngăn cản được. Sau một lúc chiến đấu, Tử Thanh Kiếm cũng dần mất đi khí lực. Hắn liên tục bị Long Chủ bón hành ngược lại. Kha Lô và đoàn dòng binh đều xông lên tấn công càn quét đối thủ. Niệm Băng cũng nhanh tay góp sức hỗ trợ, xuất băng ma pháp cầm chân đám Long nhân để cho các võ sĩ tiêu diệt. Thấy chủng tộc của mình cứ liên tục có người ngã xuống, Long Chủ tức giận triệu hồi ra Hỏa Long Tường Vân trận. Vô số pháo đạn từ trên không trung rơi xuống khiến các thành viên dòng binh đoàn đều bị thương nặng. Niệm Băng vội lao lên không trung ngưng tụ một tấm khiên băng khổng lồ ngăn cản công kích. Linh Nhi và Lý Đắc nhanh chóng xuất băng ma pháp hỗ trợ. Lý Đắc không ngờ rằng pháp trận mà Long Chủ tạo ra lại hội tụ đấu khí của Hỏa Long Nhân, nên uy lực của nó có thể so với thanh đấu khí. Đấu khí ở đây quá mạnh, mà vòng bảo hộ bên trong sắp không trụ được bao lâu nữa, nên nhất định phải phá được pháp trận này. Niệm Băng xông lên phía trước tấn công. Mọi người ở phía dưới hỗ trợ hắn tiêu diệt bớt đám võ sĩ Long Nhân. Còn chưa có kết quả mà Long Chủ đã tự tin khoe khoang. Pháp trận của lão vừa có thể công mà vừa có thể thủ, muốn phá giải trong thời gian ngắn là không thể nào. Sẽ không có kẻ nào sống sót mà rời khỏi Thiên Đãng Sơn đâu. Lực phòng ngự của pháp trận này quá cao, chỉ sử dụng đòn tấn công bình thường là vô dụng, cần tìm ra vị trí của mắt trận mới có thể phá giải. Sau khi quan sát thật kỹ, Niệm Băng cũng phát hiện vị trí mắt trận. Thế là hắn nhanh chóng tung ra một kích phá nát mắt trận, khiến trận pháp Hỏa Long Tường Vân tan vỡ. Điều này làm cho Long Chủ đã tức càng thêm tức. Đến nước này rồi, lão mới lấy ra Long Dẫn Tiễn. Rõ ràng là Long Chủ có thể sử dụng Long Dẫn Tiễn ngay từ đầu, như vậy đã có thể áp đảo được dòng binh đoàn. Nhưng không, cứ phải đến khi tộc nhân đã bị tiêu diệt 7-8 phần thì mới sử dụng. Uy lực Long Dẫn Tiễn rất mạnh, bị trúng một nhát thì chỉ có đi trời trời mà thôi. Mũi tên nhắm về phía Niệm Băng, Linh Nhi lao tới trợ giúp nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi. Khiên băng bị công phá. Sau trận va chạm này, Niệm Băng đã bị thương. Linh Nhi nhanh chóng sử dụng thủy liệu thuật trị thương cho hắn. Tuy nhiên một tiễn vừa rồi đã khiến cho gân mạch của hắn bị đứt. Thời gian gấp gáp, cô nàng chỉ có thể chữa trị vết thương ngoài da cho hắn mà thôi. Nhân cơ hội này, Long Chủ lập tức ra lệnh cho đàn em phát động công kích. Phượng Nữ xông ra ngăn cản, tranh thủ thời gian. Trong quá trình bị thương, Linh Nhi mới phát hiện Niệm Băng không hề mặc chiếc áo bảo hộ mà mình đã đưa cho. Hóa ra trước đó, hắn đã nhờ Phượng Nữ đột nhập vào lều trại của Linh Nhi, âm thầm mặc lên người của nàng ta. Diễn biến tập phim đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Xin chào!